Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ HD. Chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và vui vẻ. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh trong nước và thế giới có gì đặc biệt? Mời quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính ngay sau đây. Đắk Lắk nói khó xử lý trang trại của nguyên bí thư tỉnh ủy giữa khu bảo tồn thiên nhiên. Nhiều cán bộ cấp chiến lược bị loại khỏi trung ương là điều đáng buồn. Bán gần 1.000 hóa đơn khống, chủ 6 công ty trốn truy nã bị bắt. Con trai bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn xin khoan hồng giảm hình phạt cho mẹ. Đắk Lắk nói khó xử lý trang trại của nguyên bí thư tỉnh ủy giữa khu bảo tồn thiên nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk cho biết trang trại bò của nguyên bí thư tỉnh ủy có trước khi thành lập khu bảo tồn. Nay vị này đã về hưu hay về đây nghỉ ngơi nên cũng khó xử lý. Sáng ngày 5 tháng 10, ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk, xác nhận trang trại nuôi bò trong khu bảo tồn thiên nhiên Iaso, huyện Iaka, Đắk Lắk thuộc sở hữu của gia đình ông Ia Luyện Ni Kram, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk giai đoạn 2000-2005. Trước đó, theo phản ánh thực địa của phóng viên, đi trên quốc lộ 29 sẽ thấy một con đường nhỏ tự mở giữa rừng chạy về hướng hồ thủy điện Grong Hờ Năng. Tuy nhiên, khi xuyên rừng được gần 1 km thì sẽ gặp một cổng sắt chắn ngang, phía trong như một trang trại giữa rừng. Người ngoài không thể tiếp cận nếu không được sự đồng ý của gia chủ. Nếu tiếp cận trang trại này từ hướng bờ hồ, từ xa sẽ thấy một khối nhà đã bị mất mái, còn trơ khung bê tông nằm trên một tảng cỏ được cho là nơi ở cũ của người nhà gia đình ông Y Luyện Ni Kram, nguyên bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk. Sau khi hồ thủy điện tích nước, nơi này bị ngập. Tuy nhiên, vào mùa khô, khoảng đất này không bị ngập nước nên xuất hiện một tràng cỏ rất đẹp, mang đặc trưng của cao nguyên Mờ Đắk Lắk. Trên bờ, đàn bò, dê được chăn thả, đang nhởn nhơ gặm cỏ. Cách đó chừng 500m là nhiều ngôi nhà, chuồng trại được cho là của gia đình ông Y Luyện. Theo tìm hiểu, khu vực này được xác định là vùng bán ngập của hồ thủy điện và đất khu bảo tồn, tức không thể xây dựng làm trang trại. Vậy tại sao giữa rừng cấm lại có trang trại được cho là của nguyên bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk? Trả lời cho việc này, lãnh đạo khu bảo tồn thiên nhiên Iaso cho biết, khi về tiếp nhận công việc thì trang trại Bắc Luyện đã có rồi. Theo lãnh đạo này, ông Ia Luyện là nguyên lãnh đạo cấp tỉnh, rất có uy tín, giờ về già thường về trang trại nghỉ ngơi, ở lại. Nhiều lãnh đạo của trung ương, địa phương cũng thỉnh thoảng về đây thăm ông Ia Luyện. Chúng tôi chỉ dám nhắc nhở bác không được tác động lên hiện trạng của khu vực, còn giải tỏa thì cũng có cái khó, vị này chia sẻ. Nói về việc này, ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk xác nhận trang trại nêu trên là của ông Ia Luyện Ni Kram. Ông Ia Luyện gốc ở huyện Mờ Đắk Lắk nên người nhà có sâm canh, lập trang trại khu vực nêu trên từ trước. Mãi đến năm 1999, khi thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Iaso, thì trang trại này nằm lọt thỏm bên trong. Đây là lịch sử để lại như trường hợp của Buôn Đờ Rắc Phốc ở vườn quốc gia Ia Đôn, Buôn Đôn, Buôn Lách Ló ở khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ca Lắc. Ông Dương lý giải. Theo ông Dương, việc có một trang trại giữa rừng cấm xét về quy định là sai. Tuy nhiên, cũng có điều tế nhị là trang trại có trước. Ông Ia Luyện là nguyên lãnh đạo có nhiều công lao, nay về già lại thích ở trong trang trại này hơn. Giờ bác ấy cũng già, xử lý căng cũng khó, sẽ vận động giải tỏa dần ở thế hệ sau, ông Dương nói. Nhiều cán bộ cấp chiến lược bị loại khỏi trung ương là điều đáng buồn. Thưa quý vị thân mến, các cán bộ phấn đấu lên đến ủy viên trung ương nhưng sau đó mắc sai phạm đến mức phải khai trừ, bị cách chức, thôi tham gia ban chấp hành trung ương là điều hết sức đáng buồn. Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 trong ngày làm việc đầu tiên đã thảo luận và đưa ra quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Trung ương đã khai trừ một ủy viên và cho thôi chức 3 ủy viên khác. Những diễn biến mới trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của người dân. Đặc biệt, việc cho thôi chức 3 ủy viên Trung ương sau khi có quyết định kỷ luật cũng cho thấy tính gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của đảng. Nhiều ủy viên ra khỏi Trung ương là việc đáng buồn. Cựu chiến binh Nguyễn Quý ở quận Đống Đa, Hà Nội năm nay gần 90 tuổi, ông có 66 năm tuổi đảng và gần 50 tuổi quân. Theo dõi tình hình chính trị của đất nước, Đại tá Nguyễn Quý cho biết, trải qua các thời kỳ lịch sử, việc xử lý kỷ luật của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương vừa qua là chưa có tiền lệ, cùng một lúc 4 ủy viên Trung ương bị khai trừ và thôi chức. Ông nói, là một đảng viên, tôi thấy rằng bất cứ ai khi vào đảng cũng tuyên thệ suốt đời trung thành với lý tưởng cộng sản, giữ gìn đạo đức cách mạng.
các đồng chí đã lên đến ủy viên trung ương, đã trải qua rất nhiều chức vụ, nhiều nỗ lực phấn đấu thì mới đạt được cương vị như thế, mà bây giờ lại sai phạm đến mức phải khai trừ, bị cách chức, bị thôi làm ủy viên trung ương, đó là điều hết sức đáng buồn. Đại tá Nguyễn Quý cũng rất tán thành với ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dù anh là đảng viên thường hay lên đến trung ương vào Bộ Chính trị, nếu phạm sai lầm, nếu có tội với đảng, với nhân dân thì dứt khoát phải xử lý kỷ luật để làm gương cho những người khác. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh, các nhiệm kỳ khác không phát hiện ra hoặc không xử lý nghiêm minh, đến thời kỳ này chúng ta kiên quyết hơn, phát hiện và xử lý cả những sai phạm từ nhiệm kỳ trước, xử lý triệt để. Tuy nhiên, theo Đại tá Nguyễn Quý, cơ chế lựa chọn cán bộ, cơ chế quản lý nhà nước hiện vẫn còn nhiều sơ hở nên mới lọt lưới các cán bộ như vậy. Các cụ ta nói chó treo, mèo đậy, phải coi trọng công tác phòng ngừa hơn là xử lý. Nếu cơ chế chặt chẽ thì không thể xảy ra tham ô, tham nhũng, nhất là công tác quản lý tài nguyên, công tác đấu thầu. Đấy là điều mà các đảng viên lão thành như ông băn khoăn. Cùng chung quan điểm, xử lý 4 ủy viên trung ương vừa qua là việc ít có xưa nay. Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó trưởng khoa xây dựng Đảng Học viện Chính trị khu vực 2 nhận định, rõ ràng việc một lúc nhiều cán bộ cấp chiến lược ra khỏi trung ương dù với bất cứ lý do gì cũng là nỗi buồn chung, nỗi xót xa chung. Bởi để đào tạo được một cán bộ như vậy không phải ngày một ngày hai, trong đó có những người đang ở độ tuổi gần như chín về mọi mặt. Dù sao thì việc thực hiện nghiêm này cũng một lần nữa Đảng công bố và chứng minh với đội ngũ của mình, với nhân dân mình rằng nói và đi đôi với làm và sẵn sàng đưa ra khỏi đội ngũ những người không còn xứng đáng. Gương mẫu thực hiện chủ trương khuyến khích cán bộ thôi chức khi bị kỷ luật. Dưới góc độ của một chuyên gia về xây dựng Đảng, tiến sĩ Vũ Trung Kiên cho biết, việc cán bộ bị kỷ luật và khai trừ ra khỏi Đảng là thực hiện theo các nguyên tắc quy định của Đảng. Tuy nhiên, việc cho thôi chức 3 ủy viên trung ương sau khi những cán bộ này bị kỷ luật là bước cụ thể hóa thông báo số 20/TB-TVK ngày 8 tháng 9 năm 2022 về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Tiến sĩ Vũ Trung Kiên khẳng định, như vậy rõ ràng với những gì diễn ra tại Hội nghị Trung ương 6 vừa qua khi một số ủy viên trung ương được cho thôi chức, những quy định mới này của Đảng đã thật sự đi vào thực tiễn. Ban chấp hành Trung ương đã làm gương, đã nêu gương thực hiện trước tiên. Mong rằng tiền lệ tốt này sẽ được các cấp ủy, các cấp trong toàn quốc hưởng ứng và triển khai thực hiện để dư luận hết dâm gian việc cán bộ bị kỷ luật, chỗ này lại được đưa đi chỗ khác, gây tâm lý và tư tưởng không tốt trong cán bộ đảng viên. Ông Đào Duy Quát, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định giúp các tổ chức đảng và đảng viên sớm nhận diện các biểu hiện vi phạm, tránh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chính vì thế, khi xem xét vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng cũng sẽ sớm kết luận, đánh giá mức độ cũng như tính chất của các khuyết điểm để có hình thức xử lý. Ông Đào Duy Quát đánh giá việc Ban chấp hành Trung ương thống nhất để 3 cán bộ thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cũng chính là thực hiện nghiêm theo thông báo số 20 kết luận của Bộ Chính trị, phản ánh đúng quy luật có vào có ra, có lên có xuống trong công tác cán bộ. Đồng thời thể hiện sự lãnh đạo thống nhất sát với thực tế hiện nay, bởi vì có hiện tượng cán bộ bị xử lý kỷ luật xong lại được cất nhắc ở vị trí tương đương, thậm chí sau một thời gian lại được nâng đỡ lên thăng chức. Ông Đào Duy Quát cho biết, lần này trong kỷ luật đảng có bước tiến mạnh mẽ, vừa nghiêm minh, đồng thời rất nhân văn, có lý có tình. Như trước đây có sơ hở là cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo thì có khi họ vẫn còn ngồi nguyên vị trí ấy, trong khi đó năng lực uy tín đã giảm sút. Còn hiện nay chúng ta khuyến khích cán bộ xin thôi nhiệm vụ để bố trí công tác khác. Sau thời gian kỷ luật, nếu cán bộ tiến bộ khắc phục tốt những khuyết điểm, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện thì có thể được xem xét quy hoạch bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lại chức danh đã đảm nhiệm hoặc tương đương. Điều đó phản ánh đúng quy luật, có lên có xuống trong công tác cán bộ. Con trai bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn xin khoan hồng giảm hình phạt cho mẹ. Thưa quý vị thân mến, ông Nguyễn Quang Tuấn, con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn đến cơ quan tố tụng xin khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt và xin được bảo lãnh cho mẹ về để trị bệnh. Con trai của bà Nguyễn Phương Hằng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam vừa có đơn xin cứu, gửi đến các cơ quan tố tụng. Theo đó, ông Tuấn xin các cơ quan tố tụng khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho mẹ mình với lý do từ trước đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong đại dịch COVID-19. Dẫn chứng, ông liệt kê hàng loạt thư cảm ơn, bằng khen, giấy tri ân của nhiều cơ quan tổ chức xã hội trao tặng để ghi nhận cho bà Hằng và Công ty Cổ phần Đại Nam. Ông Tuấn nhắc đến quỹ Hằng Hữu do mẹ mình là giám đốc điều hành có đóng góp công sức ủng hộ hoạt động nhân đạo.
Đáng chú ý, bản thân ông Tuấn chia sẻ, thông qua luật sư, ông biết trong quá trình điều tra vụ án, mẹ của ông đã nhận thức được sai phạm, thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải và cam kết không tái diễn hành vi sai phạm. Vì vậy, ông mong các cơ quan tiến hành tố tụng khoan hồng dần nhạy phạt đến mức thấp nhất cho bà Hằng và xin được bảo lãnh cho mẹ tại ngoại để điều trị bệnh cho đến khi kết thúc vụ án. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM đã trả hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân. Lý do Viện Kiểm sát nhận định cơ quan điều tra cần phải làm rõ vai trò đồng phạm, xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can Hằng do Công an Bình Dương khởi tố nhằm giải quyết triệt để vụ án. Bị can Hằng bị khởi tố bắt tạm giam từ ngày 24 tháng 3, ngày 18 tháng 8. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM hoàn tất điều tra và đề nghị truy tố bị can. Theo kết luận điều tra, bà Hằng đã thông qua 12 tài khoản mạng xã hội tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp qua mạng Internet để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức là nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh và Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Hàn Ni. Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định các buổi livestream của bà Hằng còn có sự hỗ trợ, giúp sức của các cá nhân. Ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, ông Đặng Anh Quân, ông Nguyễn Đình Kim. Đối với những cá nhân liên quan tham gia giúp sức, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả. Khi có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo pháp luật. Được biết hiện nay bà Nguyễn Phương Hằng và gia đình mời nhiều luật sư bào chữa thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội và cả luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Bán gần 1.000 hóa đơn khống, chủ 6 công ty trốn truy nã bị bắt. Thưa quý vị thân mến, thu lợi hơn 3 tỷ đồng từ việc bán hóa đơn khống, chủ 6 công ty tại Đồng Tháp bị bắt khi trốn truy nã ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 5 tháng 10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng với Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt và di lý đối tượng Nguyễn Hữu Phước, 54 tuổi, ngụ tại xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, đang trốn quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang về tội mua bán trái phép hóa đơn. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 5 năm 2020, Phước thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tiền Sở Thượng, trụ sở tại xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời, đối tượng còn điều hành hoạt động 5 công ty do người khác đứng tên giám đốc. Trong quá trình hoạt động các công ty trên, Phước đã xuất bán 997 hóa đơn nghi khống trên 1.903.000 mét khối cát do công ty Thanh Vân Tân Châu, do Lê Thanh Vân, 41 tuổi, ngụ tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đứng tên, và công ty Giang Sơn Tân Châu do Vân điều hành hoạt động nhưng không có hàng hóa kèm theo. Tổng số tiền ghi khống trên 997 tờ hóa đơn là trên 102 tỷ đồng. Từ đó, Phước thu lợi từ việc bán hóa đơn cho Vân trên 3 tỷ đồng. Số hóa đơn mua của Phước, Vân đem bán lại thu lợi trên 1,9 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, Phước đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 23 tháng 8 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phước về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Đến ngày 28 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với đối tượng này. Sau thời gian lẩn trốn bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 3 tháng 10, Phước bị Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng với Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ tại bệnh viện 115 thuộc phường 2 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Riêng Lê Thanh Vân đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố tạm giam cùng về hành vi nêu trên.